Em là ai đây? Em là ai đây? Ông gì em? Đi với ai? Thế sao lại vào đây đứng mãi ở đây làm gì vậy? Thì em tìm ông mà, em đang xem mà. Em ở đâu? Em ở Bắc Giang đi. Bắc Giang ở chỗ nào? Em quay lại với em. Em không làm gì. Em làm ở đây, em tranh thủ để xem có không không? Làm cái gì? Đó. Em làm công nhân làm gì? Công nhân ở đâu? Em ở đây. Có cần chị gọi người nhà ra không? Chị gọi người nhà ra nói chuyện với em nhé. Thế em đứng đây làm gì mãi vậy? Em xem ong mà. Anh ơi! Người đây sao em? Có, em ở Bắc Giang.